Vì vậy các bạn sẽ gặp một bệnh khá phổ cập trong quá trình sửa chữa những main PC. Đó là các bạn kích nguồn lên. Các bạn luôn luôn cho là cái nguồn 5V là mặc định đủ. Vì các bạn bảo là đây nhìn thấy 5V. Thì bạn thấy là các bạn đo 5V thì mặc định các bạn thấy đủ. Nhưng nếu các bạn gặp cái trường hợp mà nguồn RAM ăn cả hai nguồn, một thằng to cao và một thằng nhỏ nhắn, thì nếu mà các bạn kích nguồn lên mà nguồn RAM chỉ ở trạng thái setup mức thấp thì các bạn sẽ bị tình trạng đó là nguồn RAM sụt đi một nửa ở trạng thái bằng 0.4 hoặc 0.6V. Trạng thái cái bệnh thứ hai mà các bạn sẽ phải gặp và bắt buộc phải gặp trong cái quá trình này, đó là các bạn sẽ nhìn thấy cái đèn 12V trên cạc test nó sáng lờ mờ. Các bạn đợi một chút, nhiều cái dữ kiện quá, nó lém lung tung đi. Trên mọi cạc test có một cái đèn là đèn 12V. Một số trường hợp các bạn sẽ nhìn thấy cái đèn 12V này nó sáng trước khi các bạn kích nguồn, hoặc cái fan 12V các bạn quay trước khi các bạn sờ tay vào phím bật nguồn. Những trường hợp này có những main các bạn sẽ chạy bình thường, và có những main các bạn chạy nhưng không bao giờ lên hình, và có những main các bạn sẽ bị chạy và kích ngắt. Vì vậy đây là cái đơn giản nhất cả nguyên lý hoạt động của diode. Các bạn nhớ cho tôi, đó là tất cả những cái thứ phức tạp nhất của phân tích sơ đồ hoàn toàn dựa vào 3 bài cơ bản đầu tiên của điện tử cơ bản. Sau này các bạn ngẫm kỹ ra thì tất cả những cái thứ mà người ta kiếm ra tiền, nó là những cái thứ cơ bản nhất chứ không phải là những thứ phức tạp nhất. Nếu các bạn bị dò từ chân số 3, chân số 1 sang chân số 3, các bạn nhìn này. Vậy là khi chưa kích nguồn 5V SB, cái khái niệm SB và khái niệm AL thì các bạn đã quá rõ ràng rồi. SB và AL là mặc định trên tất cả các sơ đồ điện tử đều có trước khi chúng ta sờ tay vào phím bật nguồn. Vậy cái đường này nó sẽ chạy từ chân số 2 sang chân số 3 và đi về chân số 1, dẫn đến tình trạng là cạc test của bạn sáng mờ và sinh ra 3 bệnh trên. Đó là bệnh thứ 2 liên quan đến cái sơ đồ khối của quá trình hoạt động của bất kể một IC nào, nguồn xung nào của các bạn mà các bạn cần phải nhớ. Có nghĩa là sau này các bạn cứ nhìn trên một cái main này, nhìn trên bất kể một cái main nào, các bạn nhớ cho tôi, đừng cố quá nhớ nhiều. Nhìn thấy một con IC, nhìn thấy một cuộn dây, nhìn thấy MOSFET, những con MOSFET và một tụ điện VCO hay không VCO, nguồn 1.25 hay không 1.25, hoạt động hoàn toàn giống nhau, 8-90% giống nhau, còn lại 20% khác nhau mình sẽ nói cho bạn. Từ main đời cổ nhất đến main H110 dựa theo nguyên lý của laptop bây giờ. Thì các bạn nhìn này, sau khi các bạn kích nguồn 12V đi từ chân 1 sang chân 3, lấy sang GHz 110, H61 cho nó mới. Sau khi các bạn kích nguồn 12V được đi từ chân số, đi từ bên tay trái sang bên tay phải của diode D3 và được đi qua điện trở R396 có giá trị là 2,2 ohm và sai số 6%. Vậy đến đây, đến câu này thì các bạn đã quá quen thuộc rồi. Những điện trở có giá trị nhỏ hơn 50 và 100 ohm mà được cấp nguồn vào một nơi nào đó, nó không được phép tăng trị số 10% nhưng nó có thể được phép giảm trị số về trạng thái là không luôn. Vậy 2,2 ohm này hoàn toàn có thể thay bằng trợ dây đồng và thay bằng những điện trở không ohm. Vậy nếu điện trở này tăng lên trạng thái 4 ohm, các bạn sẽ có nguồn RAM bị sụt đi luôn. Hoặc nó không sụt nguồn RAM đi chăng nữa thì các bạn cũng bị tình trạng là khi không kích nguồn thì có nguồn RAM, khi kích nguồn lên đang 1.8 trở về thành 1.75. Main của bạn sẽ không bao giờ nhận RAM. Các bạn nhớ cho mình. Đó là bệnh số 3 trên cái chân VCC, là chân điều kiện đầu tiên của cái lược đồ của bạn, là bắt buộc phải có một chân cấp nguồn vào lui cho IC và nhận dạng ra chân đó dựa vào sơ đồ, dựa vào cách các bạn nhìn IC như nào.
thì mình đã nói rồi. Cái bệnh thứ 5, bây giờ thì ít rồi, ngày xưa thì nó kiếm không biết bao nhiêu tiền cho thợ. Tất nhiên là không một ai ăn mày quá khứ cả. Quá khứ thì mãi mãi là quá khứ, nhưng chỉ thỉnh thoảng nhắc lại cho nó vui là ngày xưa tôi kiếm tiền được nhờ nó. Nhưng các bạn bây giờ sẽ bị hạn chế. Nó gặp lỗi nhiều trên socket 775, và đặc biệt là Foxconn và Asus. Đó là các bạn kích lên, main của bạn ngay lập tức nó ngắt luôn. Cái trạng thái đó mà khi các bạn dùng tai các bạn quan sát thì nó nghe thấy một tiếng xoẹt. Thợ luôn luôn lập lệnh, lập luận là đang bị chạm cái nguồn V-co. Thì họ rút cái pin 12V ra của cái rắc nguồn V-co. Nhưng nó không hết. Lúc này có bao nhiêu đường 12V đều có thể khả năng sinh ra chạm. Cách đơn giản nhất của một người thợ đó là lấy máy cấp dòng của laptop chích vào đường 12V. Sau đó sờ linh kiện nào lắng thì linh kiện đó chết. Cách này đã quá phổ cập với chúng ta rồi. Nhưng để đánh tỷ lệ, hay người ta nói là thợ làm nhiều sẽ có cái phản xạ bản năng về tỷ lệ khu chết, thì ở nguồn giam nó sẽ chết khoảng 70%. Thường nhất IC nguồn giam ra là hết. Và nó sẽ chết khoảng 20% nữa liên quan đến cái nguồn 1.25 cấp lùi cho chipset box. Còn lại là liên quan đến tụ lọc đường 12V. Vậy là chúng ta đã đi xong ở cái chân VCC cấp nguồn vào lùi cho IC. Các bạn cần nhớ đơn giản như sau: tất cả các IC nguồn giam hoạt động hoàn toàn giống nhau. Chúng ta có một con IC nguồn giam tương tự một cái bóng đèn, và chân này phải đủ ở trạng thái điện áp, không chơi cái trò 5V là 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. 5 là 5, không thấy là 5 thay thử đồng hồ trước. Và chúng ta đã hình dung ra cách để các bạn nhận dạng ra chân này và những lỗi thường gặp ở chân này nhất trong quá trình các bạn sửa chữa. Ok chưa ạ? Mọi người hình dung ra chân VCC chưa ạ? Với mọi IC nguồn giam thì thường là chân số 5. Và tất cả những cái lỗi thì mình đã liệt kê cho các bạn hết rồi. Được chưa ạ? Để chúng ta sang chân khác. Ok, chúng ta sang một chân nữa. Các bạn để ý cho mình, trên tất cả các main PC các bạn sẽ chưa gặp chân này. Chỉ bắt đầu xuất hiện từ dòng main H110 và đặc biệt là dòng main chạy RAM 4, nó mới xuất hiện chân này. Còn các chân khác các bạn sẽ, các main khác các bạn không cần để ý. Nhớ học xong rồi cũng quên đi, vì không biết đến bao giờ các bạn mới sửa RAM 4. Nhưng mình sẽ nói cho các bạn. Còn ai laptop thì quen rồi. Các bạn sẽ có một cái chân toner. Chân này nó dùng để quyết định một cái tần số mà các bạn dùng UT61, ABCE, UT136, HN401, đồng hồ đếm tần, đồng hồ đếm xung. Các bạn đo được tại chân G của MOSFET trên và MOSFET dưới một cái tần số là 300-500 kWh. Ở đây thì chân này nó quyết định cho các bạn dùng HN401 và các dòng UT đo được cái chỗ này để cho cặp MOSFET này đẩy kéo. Thì cái chân này nó sẽ không có ở trên các dòng socket 775 và các dòng socket 115X. Nó chỉ mới xuất hiện trên dòng socket 1151. Các bạn nhìn mới đi. Các bạn nhìn này. Các bạn đợi chút, mình sẽ lia điện thoại cho các bạn. Các bạn nhìn thấy này, nó sẽ có cái chân này được cấp nguồn vào để nó cưỡng bức cho ra một tần số hoạt động ở trạng thái là 400 kWh. Và chỉ có ở dòng main H110 mới xuất hiện cái nguyên lý này.
Còn nát tốp nó xuất hiện từ cổ rồi. Vậy với toàn bộ dòng men đời cao, các bạn sẽ có thêm một chân là chân toner để quyết định cái tần số hoạt động của IC. Vậy nó có một nguyên lý chung, các bạn có thể ghi chép và nhớ, hoặc quên thì sau này các bạn sửa sau, vì chưa chắc các bạn sẽ gặp. Tất cả mọi chân toner không cần biết nó liên quan đến mạch của laptop hay PC đều ăn qua một điện trở có giá trị lớn hàng trăm K. Và khi chết điện trở này, các bạn sẽ mất tịt. Chết điện trở R361, các bạn sẽ mất tịt nguồn RAM luôn. Hay nói luôn là dễ hình dung, chân G các bạn không đo có điện áp và cũng chẳng lấy đâu ra tần số. Mình đã nói với các bạn về ba cái khái niệm rất đơn giản trong quá trình các bạn sửa. Một linh kiện muốn chạy hay một IC cấm rời muốn chạy, CPU muốn chạy cũng phải tồn tại nguồn. Bản thân nó sống thì là điều hiển nhiên. Nguồn và tần số dùng để truyền tải những cái gì đó, hoặc tần số dùng để cho MOSFET hoạt động. Thì ở cái con MOSFET này muốn chạy, các bạn cần đưa một cái tần số lên đây. Mà cái tần số này ngày ngày các bạn đo và các bạn đang hiểu bây giờ là điện áp là ba khoảng 5V để mở cho MOSFET hoạt động. Nhưng thực chất ở nguồn xung này nó cần điều kiện là mở bởi tần số để nó hạ một cái điện áp đang ở trạng thái 12V xuống một cái trạng thái là 1,5, 1,8, 1,35 và 1,2V. Về mặt điện áp thì thấp đi, nhưng về mặt chịu đựng cái cường độ dòng điện thì cao lên. Vậy chúng ta có một chân nữa, nghe xong có thể quên ngay, nhưng 2 năm sau thì cố mà nhớ. Nghe xong bây giờ các bạn có thể quên luôn đi, và 2 năm sau thì cố mà nhớ. Đó là một số main của bạn xuất hiện một chân nó ghi chữ TOL. Chân này quyết định cho IC đưa ra chân ungate và lgate để điều khiển cặp MOSFET trên và MOSFET dưới hay không. Chân này có định nghĩa rất đơn giản, luôn luôn đi qua những điện trở có giá trị hàng trăm K. Và những điện trở này luôn luôn chết dẫn đến tình trạng mất nguồn xung ở một nơi nào đó liên quan nó chi phối. Một chân nữa trên quá trình các bạn sửa main PC các bạn cần nhớ. Khái niệm này là khái niệm mình tự đặt, có thể đúng với mình và sai với nhiều người khác, nhưng các bạn cứ nghe mình. Vì dù sao mình thu tiền các bạn, mình cũng không đi lừa các bạn làm gì cả. Cho mất công vì tiền vào túi mình rồi, lừa cũng chẳng có giải quyết vấn đề gì ở đây. Nó có một chân, các bạn nhìn này, đến đây nó có hai trạng thái. Nó sẽ liên quan đến rất nhiều cái vấn đề kiếm tiền và cái sự khác nhau lập luận của thợ sau này. Nó có một chân là chân enable. Mình gọi nó là chân enable, cái thuật ngữ này là của laptop. Có nghĩa là nó mở cho con IC này hoạt động này. Nó mở cho IC nguồn RAM này hoạt động. Nhưng đến đây các bạn nên chia nó làm hai trường phái rõ rệt cho mình. Ở main PC, một trạng thái đó là, các bạn nhớ này, một trạng thái là điện áp phải được sinh ra ở cuộn dây nguồn RAM, sau đó mới enable để giữ lại cái nguồn RAM. Và một trạng thái là phải enable trước, có nghĩa là phải cấp vào mở trước, sau đó mới sinh ra nguồn RAM. Vậy trên tất cả các IC, IC nguồn xung và đặc biệt là IC nguồn RAM, các bạn sẽ có một chân quyết định cái sự cho phép hay không cho phép IC được phép hoạt động. Và ở main PC, chân này tồn tại ở hai trạng thái. Trạng thái đầu tiên đó là phải có áp mới có chân này. Và chân này có tác dụng là duy trì cái quá trình hoạt động, chứ không phải là mở. Và cái trạng thái này áp dụng cho tất cả các main socket 775 và socket 1155. Còn cái trạng thái đó là phải được cấp vào. Có nghĩa là điện áp phải đi trước, cho vào đó một cái điện áp trước, các bạn phải đút nốt trước thì các bạn mới qua được cửa quan. Còn bây giờ cửa đi qua rồi, thi tốt nghiệp rồi thì quay lại biếu thầy biếu cô cái gì thì biếu. Đó là chân này. Thì ông ấy ký cho một cái nữa là lấy bằng. Nó là như vậy.
Thì có một trạng thái nữa bắt đầu áp dụng cho dòng main H110 đổ lên. Đó là các bạn phải cấp trước một cái điện áp vào đây. Thì IC này mới hoạt động. Đó là về chân enable. Chúng ta học về những cái đơn giản định nghĩa chung trước, sau đó chúng ta vào phân tích sơ đồ sau. Và ở chân enable này nó sẽ hình thành nên những quy tắc rất đơn giản trong quá trình các bạn sửa chữa, giống hệt các bạn đánh sắc đĩa hay không đánh sắc đĩa. Có nghĩa là nhìn cái main như này này, mình lấy cái main minh họa cho các bạn. Nếu các bạn nhìn thấy nguồn RAM mà được chi phối bởi những IO to đùng vật vã như này thì cái trạng thái này là trạng thái chân enable sẽ được chi phối bởi những transistor. Các bạn nhớ này, chân mở trong nguồn RAM sẽ được 3 cách chi phối như sau. Một, chi phối được bởi transistor. Thì các bạn cứ nhìn IC này các bạn phán đoán ra luôn. IO to và dày cao hẳn lên. Thì các bạn chỉ cần đi dò transistor gần IC nguồn RAM các bạn vứt đi. Cái trạng thái thứ hai đó là các bạn nhìn thấy IO mỏng như IO laptop. Các bạn cứ lấy một cái main GigaHertz61D2 bản 3.4.0 ra thì các bạn nhìn IO là các bạn thấy. Trạng thái này thì nó vẫn được các bạn để ý này. Trạng thái này vẫn là cái trạng thái nguồn RAM phải sinh ra. Nên mẹ bố đang bận. Đây. Trạng thái này vẫn là trạng thái khi nguồn RAM được sinh ra sau đó đưa về, nhưng nó được chi phối bởi cả IO và transistor. Có nghĩa là sau này các bạn sửa sẽ phải vứt transistor và bẻ chân IO. Một trạng thái nữa các bạn sẽ gặp trên dòng main H110, đó là vứt cũng chẳng được mà bẻ cũng chẳng xong. Có nghĩa là như nào? Nó sẽ, các bạn nhìn này, nó sẽ được cấp nguồn vào cho IC hoạt động. Sau đó nó được luôn luôn được giữ lại bởi cả transistor và IO. Vậy nếu các bạn chỉ phân tích đến cái ngưỡng đó là vứt transistor bẻ chân thì nó sẽ không hoạt động ở những dòng main H110, mà các bạn phải giả lệnh cấp nguồn cho IC. Thì chúng ta sẽ đi từng chân một và từng cái loại hoạt động một của nó. Vậy cái khái niệm cơ bản về chân enable của IC nguồn RAM rất đơn giản. Tồn tại ở hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là điện áp nguồn RAM được sinh ra sau đó được đưa về để duy trì trạng thái hoạt động. Trạng thái thứ hai là phải được cấp nguồn vào thì IC nguồn RAM mới hoạt động. Và chân enable này luôn luôn được bảo vệ. Chân enable của nguồn RAM luôn luôn được bảo vệ. Và nó có 3 cái trạng thái bảo vệ cho chân enable của nguồn RAM. Trạng thái thứ nhất, dùng transistor đóng mở để khóa IC chân enable của nguồn RAM. Trạng thái thứ hai, đó là dùng cả transistor và dùng cả IO đóng mở để chi phối IC nguồn RAM. Trạng thái thứ ba là dùng cả cấp nguồn, dùng cả IO, dùng cả transistor chi phối chân enable cho IC nguồn RAM. Các bạn, việc bây giờ là các bạn nhìn thấy một con IC nguồn RAM, các bạn phải xác định được chân enable. Với một số IC nó có tên đó là COM và offset, các bạn nhìn này, và thường là chân số 7 của IC nguồn RAM. Đó, có rất nhiều cái các bạn đừng phức tạp hóa. Mình đã hình dung và mình luôn luôn lặp đi lặp lại cho các bạn một quán tính. Đó là lõi IC. Không cần nhớ nhiều, chỉ cần nhớ lõi IC. Nếu mình có khả năng viết sơ đồ thì mình hoàn toàn đặt những cái lệnh là Nguyễn Mạnh Tùng được. Nhưng trong lõi IC và những chữ không thể sửa bằng PDF thì không bao giờ thay đổi. Vì vậy các bạn
đừng cố mà hãy nhớ đến những chân quan trọng của lõi IC. Thì sang đằng khác, sang con IC khác, các bạn nhìn vào lõi, chân này như nào thì lõi tương tự. Chân này có ký hiệu giống của một con IC khác, thì các bạn nhìn vào lõi IC, các bạn nhớ ra. Hoặc là ở ngoài như hôm trước chúng ta học, trên quá trình kích nguồn có biến đổi như nào đi chăng nữa thì lõi chipset và lõi IO chưa bao giờ thay đổi. Vậy các bạn có thêm chân số 7 này, là chân com này, GHz 110, nó ghi luôn là chân N này, enable này. Đó, đây là một dạng thế này. Còn một dạng nữa sau này các bạn sẽ gặp, nó có tên trong lõi IC là chữ S3. Đó là về IC nguồn giam. Có 3 cách nhận dạng ra cái chân dùng để mở cho IC nguồn giam hoạt động: com gạch ngang offset, đó, enable và S3. Đó là cách nhận dạng ra được chân đó. Và tất cả chân này đều phải có điện áp lớn hơn 1V thì IC mới được đưa về trạng thái hoạt động. Vậy chúng ta đã đi xong về mặt hình học. Đó là sẽ có một chân có điện áp lớn hơn 1V dùng để mở cho IC hoạt động. Và những chân này tồn tại ở trạng thái như nào? Về cái mặt nhìn sơ đồ đã, và nhìn hình để chúng ta lập luận đã. Tiếp theo, sau khi có đầy đủ những cái trên, VCC, Toner, Enable, các bạn sẽ điều có những chân Ungate và những chân Ngate dùng để điều khiển những cặp MOSFET trên và MOSFET dưới đóng mở liên tục để các bạn thu được nguồn giam ở đây. Để các bạn thu được nguồn giam, nhiều người bảo thu được nguồn giam tại chân số 8 của IC nguồn giam, nhưng như vậy là không đúng. Chân số 8 thực chất là một chân lấy điện áp về để duy trì quá trình hoạt động. Nhưng chẳng qua là các bạn để ý này, mọi chân số 8 của IC nguồn giam đều không ăn qua bất kể một linh kiện nào. Vì vậy là các bạn chưa bao giờ gặp nó lỗi. Vì vậy luôn luôn kết luận đây là chân out ra của IC nguồn giam và đo nó. Nhưng thực chất đây là chân lấy điện áp về để duy trì quá trình hoạt động. Khi vào sơ đồ thì mình sẽ phân tích các bạn sau. May quá là đến lúc các bạn xanh cỏ đỏ mả, bỏ nghề này đi chăng nữa thì các bạn cũng không gặp lỗi ở trường hợp chân số 8. Vì vậy học cũng bao thế mà không học cũng thế. Vì nó là một sợi dây đồng lối thẳng từ chân S của MOSFET trên về IC. Cầm MOSFET trên cứ đóng mở luôn liên tục. Các bạn sẽ thu được cái nguồn giam đây dưới dạng một chiều không ổn định, hay là thu được một điện áp ở đây dưới dạng một chiều không ổn định. Sau đó nó được lọc bởi lọc và nâng tầng công suất bởi cuộn dây và tụ điện. Với tất cả các IC nguồn giam và IC nguồn sung sẽ có một chân người ta gọi là chân FB, viết tắt của từ feedback hay là quay đầu. Chân này sẽ đưa về IC để duy trì trạng thái hoạt động của IC và để điều khiển chân Ungate và chân Ngate để tăng giảm giá trị của nguồn giam muốn lấy ra hay bất kể một nguồn nào muốn lấy ra. Đó là về mặt hình học đơn giản nhất. Đó là về mặt hình học đơn giản nhất của một IC nguồn sung. Khi các bạn vào IC còn một số chân nữa thì mình sẽ nói tác dụng của từng chân trong quá trình các bạn đọc sơ đồ sau. Vậy về cái mặt hình học, chúng ta có những cái chân VCC cấp nguồn vào lui cho IC, sai áp, giảm áp dẫn đến tình trạng mất nguồn, chạm chập có nghĩa là trở kháng giảm dẫn đến tình trạng kích cúp. Chúng ta có một chân toner, nói cho vui miệng nhưng các bạn chưa kiếm tiền của nó ở bây giờ, nó quyết định cái tần số hoạt động cho IC. Sau này có nó và sửa nó thì lỗi ở nó nhiều hơn là lỗi IC. Chúng ta có một chân enable dùng để mở cho IC hoạt động, tồn tại ở hai trạng thái, đó là sinh ra và giữ lại, hoặc là cấp trước để cho IC hoạt động.
Chúng ta có chân ungate và chân ngate điều khiển MOSFET trên với MOSFET dưới. Ngày ngày chúng ta đo được điện áp là 3,5V ở đây. Nhưng thực chất nó phải có một cái tần số và dùng UT61, UT136, HN401, Oscillo, máy đếm tần sẽ đo ở đây được 300 kWh đến 500 kWh. Chúng ta có một chân feedback dùng để duy trì trạng thái hoạt động của IC và tăng giảm điện áp của IC. Xin lỗi bạn, và tăng giảm chân ungate và chân ngate để lấy ra một điện áp khác phù hợp với giá trị mà các bạn cần đấy. Đó là về mặt các bạn nhìn hình. Đó về là về mặt các bạn nhìn hình các bạn sửa. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào phân tích sơ đồ chi tiết là khi lỗi những điện trở nào và khi mất những cái gì thì nó sẽ ở trạng thái như sau. Thì thực chất những cái trạng thái đó hoàn toàn các bạn dựa vào lý thuyết điện tử cơ bản, các bạn có thể phân tích ra được hết. Ok, về mặt hình học chưa ạ? Để chúng ta vào phân tích sơ đồ.